Thưa quý vị và các bạn, một người dân ở thành phố Phú Quốc bị suy tim nặng, rung nhĩ, rồi bị nhồi máu não nặng, nhưng rất may được các bác sĩ cứu thành công nhờ sử dụng thuốc tiêu sợi huyết kịp thời. Trước đó, vào ngày 14 tháng 12 năm 2023, Bệnh viện Vinmec Phú Quốc tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân Bùi Văn Đáng, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não cấp giờ thứ hai, tình trạng lúc vào viện rất nặng, liệt mặt trái, nói khó. Sau khi đánh giá và nhận định, kiếp trực cấp cứu đã tiến hành tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Bác Đáng thì bác vào cái triệu chứng rất là rõ, cái triệu chứng của cái đột quỵ rất là rõ, và chụp cắt lớp ở trung tâm y tế cũng như là lên đây chụp cắt lớp lại thì thấy là bệnh nhân không bị xuất huyết não và cái tổn thương nó vẫn đang ở trong cái vòng 4 tiếng rưỡi. Thì chúng tôi đúng tiêu chuẩn sử dụng tiêu huyết khối luôn và kết quả đúng như là mong đợi, thì không có một biến chứng gì, bệnh nhân hồi phục rất là tốt. Sau khi sử dụng thuốc, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Sau 3 tiếng, bệnh nhân có thể cử động chân và các ngón tay. Ngày hôm sau, bệnh nhân đã có thể cử động lại bình thường. Sau 3 ngày điều trị và tập phục hồi chức năng, bệnh nhân hết hoàn toàn liệt mặt. Sức cơ bên trái cải thiện gần như hoàn toàn. Bệnh nhân có thể đi lại và vận động bình thường. Ban đầu không nghĩ là ở Phú Quốc này mà có được cái bệnh viện trị được cái bệnh này. Để nghĩ đây là bệnh viện ở tuyến đảo xa xôi, đi lại khó khăn mà trị được này thì rất thuận lợi cho mình và rất nhanh, đi chuyển đi nhanh được. Chứ còn nếu mà chuyển đi Sài Gòn thì rất lâu, phương tiện đi lại nó cũng bất tiện. Trung bình một năm, Phú Quốc có hơn 100 ca đột quỵ, trong đó có 30 đến 40 ca được thực hiện thành công bằng kỹ thuật tiêu sợi huyết, giúp tan cục máu đông, tái thông dòng máu trong lòng mạch vành tại Phú Quốc. Đây là bước tiến trong chăm sóc sức khỏe người dân trên đảo, hạn chế thời gian chi phí đi lại, điều trị bệnh. Người dân phải có được nhận thức được cái mối nguy hiểm của cái đột quỵ. Đấy, nặng có thể tử vong, nhẹ hơn một chút thì sống kiểu thực vật. Cái thứ hai nữa là mọi người cũng cần nắm được các cái triệu chứng của đột quỵ. Ví dụ như là đột ngột xảy ra đau đầu này, nôn rồi liệt nửa người này, rồi thất ngôn này, mắt nhìn mờ. Đấy, và nhớ được cái thời điểm bị đấy để đến cái cơ sở có thể khả năng điều trị được. Trung bình một năm, Phú Quốc đón hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Ngoài đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách trong những năm qua, các cơ sở y tế trên đảo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và điều trị bệnh cho người dân địa phương và khách du lịch đến đảo.